Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng cụ Hình gia. Thì hôm nay em mới vừa về một cái con máy rửa xe của thương hiệu Betac ha. Thì con này nó thiết kế rất là đẹp anh em. Nó có bốn cái bánh xe ở phía dưới này luôn nè. Đó, rồi nó có cái khung ha, cái khung sắt rất là chắc chắn kê cái máy lên như thế này. Nói chung là cái này thiết kế này em nhìn rất là thích luôn. Mã của nó là BT3500P ha. Thì cái công suất của nó là lên tới là 3500W. Đó, anh em coi thông số của cái máy này. Đây là thông số của cái máy. Đây. Điện áp là 220V ha, công suất nó là 3500W và cái tốc độ quay của motor là 2800 vòng trên phút. Áp lực của nó thì anh em có thể được chỉnh được áp lực ha, từ 80 cho tới 123 này, và lưu lượng nước của nó là 14 lít trên phút. Rồi. Ok. Máy mà công suất này 3500W là máy khá là lớn nha. Và đặc biệt là cái phiên bản này là phiên bản mới, nó thiết kế màu xám ha, nhìn rất là đẹp nha. Màu xám và em thích cái kiểu mà nó ốp nguyên khối nè. À, kiểu ví dụ như nó có bánh xe như này anh em mà di chuyển hay gì đó rất là dễ nha anh em. Rồi thì cái này thì nó có chỉnh áp ha. Nói chung là con này anh em mà sử dụng cho gia đình đồ hoặc là kiểu xịt rửa xe nhiều đó thì sẽ xài con này rất là ok luôn, lực nó lớn ha. Rồi đi kèm theo sản phẩm thì nó sẽ có một cái sợi dây nè, sợi dây hút nước ha. Đó, sợi dây này nhựa nó là dây chống sắn. Rồi một cái ống này là ống cái cây nối dài inox để anh em nối vào cái bán súng. Rồi ở dưới này thì cái bán súng họ gác vào phía sau luôn nè anh em. Nó có cái bán súng này ha, để em rút ra cho. Đó, có cái chỗ để anh em cắt cái bán súng luôn. Rồi xịt súng ha. Súng này thì anh em xịt chỉnh tia được luôn. Rồi một cái bình xà phòng. Đó, những cái phụ kiện cơ bản ha. Cái dây này giống như nói này, dây dài ha, dây này như chắc là như dài 12 mét á. Rồi cái bộ bánh xe ở đây. Đầu để kết nối ống nước và một cái đầu lọc rác anh em. Nói chung là cái mà cái điểm khác biệt của cái mẫu mà rửa xe này á thì thiết kế của nó khá là đẹp anh em. Đó, đặc biệt là màu xám hiện tại là màu hot trend ha, và nó có bốn cái bánh xe để di chuyển nè, công suất thì cực lớn nhưng mà cái giá của nó rất là hữu nghị nha anh em. Thì hiện tại con máy rửa xe Betac này á thì giá của nó là 2.100.000 đó, nhưng mà anh em mua tại Dụng cụ Hình gia thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá đó là 1.900.000 ha, đồng thời là sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn nhá, chỉ có 1.900.000 hỗ trợ bao ship nha. Cái này thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho năm anh em mua đầu tiên. Đó, anh em nhìn lại thông số của máy đây. 8 áp lực áp suất ra của nó là từ 80 tới 123. Lưu lượng nước nó 14 lít trên phút là rất là lớn nha anh em. Và công suất của nó lên tới 3000W. Ở trên này thì nó sẽ có đồng hồ chỉnh áp này. Nói chung nhìn con máy này rất là thích. Nó nhìn nó rất là chắc chắn anh em ha. Và thiết kế mẫu mã này kia mọi thứ nhìn nó khá là bắt mắt. Nói chung là anh em chỉ cần gác hết những cái đồ đạc lên này rồi anh em đẩy đi thôi. Set up sẵn rồi đẩy đi rồi rất là tiện. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ vào số điện thoại em ghi bên góc phải màn hình ha. Giá là mà 2.100.000 nhưng mà em đang giảm cho anh em còn lại 1.900.000 ha. Thì anh em lưu ý là cái giá 1.900.000 này thì em chỉ hỗ trợ bao ship cho năm anh em đầu tiên thôi nha. Còn những anh em nào mà liên hệ mua sau thì cái con này phí ship nó chắc là con này nặng, hình như trọng lượng tổng trọng lượng của con này hình như là khoảng tầm 14 15 kg gì đó, nên là cái phí ship nó sẽ dao động khoảng tầm 100.000 hoặc là hơn một xíu nha anh em. Đó, nhưng mà anh em mua những anh em mua đầu tiên thì sẽ được miễn phí ship luôn. Rồi ok. Cái máy này thì sẽ bảo hành cho anh em là 12 tháng nha anh em. Bảo hành cho anh em 12 tháng luôn. Nó hàng của Betac thì bảo hành vô tư. Rồi, máy khá là nặng ha và chắc chắn, cầm nhìn rất là đã nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.